Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cho biết là kết quả xét nghiệm 3 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân mắc bệnh lạ có thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu và ổ dịch bạch hầu ở địa phương này có dấu hiệu gia tăng. Các trường hợp xét nghiệm dương tính với virus bạch hầu nằm ở hai thôn 8A và 8B của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Trước đó, tại hai thôn này có 3 người chết cùng với triệu chứng là đau, sưng ở cổ họng. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc và khẳng định là có ổ dịch bạch hầu tại xã này. Qua giám sát thì phát hiện, theo dõi đã ghi nhận 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng sốt, sưng hạch cổ và ăn uống khó. Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cho biết là qua điều trị theo phác đồ, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên thì 6 bệnh nhân nghi nhiễm bệnh bạch hầu đang điều trị tại trung tâm đã tự ý bỏ về nhà dù chưa khỏi hẳn. Hiện trung tâm đang cắt cử các y bác sĩ túc trực tại địa phương để trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân tới khi khỏi bệnh. Được biết là 100% hộ dân ở vùng dịch đều là hộ nghèo, địa bàn nơi xảy ra dịch tiếp cận khó khăn gây cản trở cho công tác dập dịch.